Và tới đây là phần thực tập của các em. Bài tập này các em thì đưa cho nghe. Exercise 1 này nhé. Put the following sentences into the passive voice. Đặt những câu sau đây vào trong hình thức câu bị động. Bài tập của các em. Thầy cho từng đoạn một nhé. Simple present tense là thì hiện tại đơn. Trong một đơn thầy để là hiện tại đơn động từ to be là của động từ câu bị động là gì? Là am, er cộng quá khứ phần tử. Thì hiện tại đơn câu bị động đấy các em. Ví dụ, they paint their school every 4 years. Họ sơn lại trường học họ mỗi 4 năm một lần. Vậy, mỗi 4 năm một lần là chuyện thường xuyên, mỗi cái đều như thế. Ta dùng hiện tại đơn. Như vậy là gì? Trường học của họ sẽ được gì nào? Sơn lại mỗi 4 năm một lần. Thì các em làm được đúng không các em? Chủ từ là đây, động từ là paint, their school là trường học của họ. Đổi lại, their school gì nào? Their school là trường học số ít đúng không các em? Dùng cái gì? E. Và câu thứ ba động từ paint là gì? Painted cho vào. The school is painted. Trường học là nhớ gì? Được sơn lại every 4 years. Mỗi 4 năm một lần. Bỏ chữ by them đi, bởi họ đi. Đấy. Và câu thứ hai, thứ ba. Câu thứ hai là gì? Does the barking of the dog annoy you? The barking là cái tiếng sủa của con chó. Annoy you, gây phiền nhiễu cho bạn. Vậy cái tiếng sủa của con chó làm phiền bạn hả? Câu nghi vấn. Làm thử các em. Câu xác định rồi câu nghi vấn, ở sau thầy câu cho câu phủ định này. They don't sell fast food at the shop. Họ đã không bán đồ ăn nhanh ở tại cửa tiệm đấy. Như vậy câu này làm sao là câu xác định, từ đấy giờ mình làm câu xác định. Bây giờ làm câu phủ định và câu nghi vấn thì sao? Thì các em cũng làm như thường thôi. Câu phủ định thì lấy phủ định của động từ to be. Còn câu nghi vấn thì làm hình thức nghi vấn của động từ to be. Thế thôi. Đúng không kìa? Đừng có lo sợ. Ví dụ câu thứ hai, does the barking of the dog annoy you? Đấy, tiếng sủa của con chó làm phiền bạn hả? Bây giờ các em giả vờ như là không phải câu hỏi đi. Em lấy câu chủ động, tiếng sủa của con chó làm phiền bạn. Đấy, tập câu đó thôi. Vậy, the barking of the dog, tiếng sủa của con chó, chủ từ, làm phiền, annoy, động từ, you là bạn. Không nào? Vậy bạn bị làm phiền bởi tiếng sủa của con chó. Vì you là thúc từ, chuyển làm chủ từ you. Rồi, annoy là hiện tại, đúng không các em? Thế là hiện tại động từ to be là am, er. You là đi với chữ a, đúng không nào? You are. Rồi thì đã annoy đi vào. Bạn đã bị làm phiền bay bởi the barking of the dog cho hàng sau. Mà đây là câu hỏi, thì chuyển động từ to be đó, a đó, you are, chuyển đằng trước thành a, are you. Và như thế câu đó, câu thứ hai là gì? Are you annoyed by the barking of the dog? Bạn có bị làm phiền bởi tiếng sủa của con chó không? Đấy là kèm. Câu nghi vấn. Thì chuyển câu nghi vấn. Đó là kèm. Hoặc câu thứ ba, thầy cũng làm cho kèm thử coi. Các câu sau cũng thầy cũng hình thức như thế đấy. They don't sell fast food at the shop. Họ không bán đồ ăn nhanh ở cửa tiệm đó. Họ không bán đồ ăn nhanh ở cửa tiệm đó. Chủ từ, họ không bán, động từ, đồ ăn nhanh là túc từ. Vì chuyển vô, đồ ăn nhanh đã không được bán bởi họ ở cửa tiệm đó. Bởi họ thì bỏ đi. Vậy coi là đồ ăn nhanh đã không được bán ở cửa tiệm đó. Như vậy fast food là tốt từ cho làm chủ từ. Fast food, đồ ăn nhanh. Không bán, không được bán. Vậy đông xe là hiện tại. Vậy lấy đông xe hiện tại mà câu phủ định. Vậy lấy hiện tại động từ be ở hiện tại mà câu phủ định. Fast food là số ít. Vậy hiện tại của nó là y mà câu phủ định là gì? Is not hay là isn't cũng được. Vậy fast food isn't. Câu thứ ba được xem là gì? Là so. Isn't so. Vậy fast food isn't so. Đồ ăn nhanh đã không được bán at that shop. Ở cửa tiệm đó. Đúng không kèm? Làm thử các em nhé. Được chưa nào? Rồi các em làm được ngay. Vậy câu xác định, phủ định và nghi vấn các em đã được qua. Ở thì hiện tại đơn. Đằng sau thì đưa cho các em một loạt các hình thức khác. Và thầy giới thiệu các em để các em biết và nắm được. Thì thứ kế tiếp là gì? Simple past tense thì quá khứ đơn. Thì cứ quá đơn của động từ to be, câu bị động phải là gì? Dùng was và were cộng quá khứ phân tử. Ví dụ của số 4. The police arrested 2 people yesterday. Người cảnh sát đã bắt giữ 2 người ngày hôm qua. 2 tên trộm hay gì đó hôm qua. Đã bắt giữ. Kem đổi được đúng không kem? 2 người đã bị bắt giữ bởi cảnh sát ngày hôm qua. Đổi được không kem? Chắc chắn kem đổi được. Phải đổi làm sao nào? 2 people, 2 người số nhiều, were arrested.
by the police yesterday. Các em làm có đúng như vậy không? Hoặc câu thứ hai, câu số 5. They didn't send that report 2 days ago. Họ đã không gửi cái bản báo cáo đó cách đây 2 ngày. Cách đây 2 ngày họ không có gửi bản báo cáo đó đâu. Vậy họ là chủ từ, didn't send là động từ, không gửi, that report là tục từ. Bản báo cáo đó đã không được gửi. They didn't send that report. Mình chuyển lại gì? Bản báo cáo đó đã không được gửi bởi họ thì bỏ đi rồi cách đây 2 ngày. Như vậy mình làm sao nào? That report. Rồi sao đây là kèm? Report suy số nhiều. So it, đúng không nào? Vậy ta dùng quá khứ động từ to be mà so it là gì? Was. Mà câu phủ định là gì? Was not hay là wasn't cũng được. Was not nhé. Rồi send của thứ ba là cho vào của thứ ba là gì nào? The sent là có chữ T cuối đấy. Wasn't sent. Vậy that report wasn't sent 2 days ago. Bản báo cáo đó đã không được gửi đi cách đây 2 ngày. Đó là kèm. Đó. Và các em làm được thôi nhé. Được không nào các em? Cố gắng nhé. Ta qua phần kế tiếp.